tu khẩu nghiệp. Phật dạy cả đời bạc mệnh, mất hết phúc báo vì lời nói cay độc. Thường người ta rất dễ phạm phải khẩu nghiệp. Vận mệnh của một người tốt hay không tốt có thể nhìn ra từ khẩu đức của họ là biết ngay. Cho nên khẩu nghiệp là rất quan trọng. Trong một đời người không ai làm chuyện thất đức hàng ngày, nhưng những lời thất đức, những lời khó nghe, những lời không đúng đắn vẫn có thể nói hàng ngày. Theo thời gian tích lũy nhiều dần, phúc báo đều từ cái miệng mà chạy đi hết. Cho nên người nói chuyện mà không có khẩu đức, đời này cũng sẽ là gặp cảnh trắc trở, rất thê lương. Có một câu chuyện, tại thị trấn nọ, có một chàng trai trưởng thành, tuổi đã hơn 30, có thể nói là điển trai. Nhưng đến nay vẫn chưa làm lên việc gì cả, cần công việc thì lại không có công việc, muốn sự nghiệp thì sự nghiệp lại bất thành. Bạn bè cùng độ tuổi với anh ta đều lập gia đình và có con cái học tiểu học cả rồi, mà anh ta vẫn độc thân một mình, chưa vợ con gì cả. Ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, có lúc đến cả mấy ngày không rửa mặt, thân thể dơ bẩn nhếch nhác như một kẻ lang thang. Ai góp ý khuyên bảo thì cũng không để tai nghe. Nói thêm nữa thì liền trừng mi quắc mắt, lớn tiếc tiếng nạt nộ lại người ta. Anh ta đã mở một điểm buôn bán nhỏ nhưng cũng không có tư tưởng tiến thủ, không có chí lớn, chỉ biết ăn ăn uống uống. Người ta buôn bán có đồng lời, còn anh ta phải bù lỗ. Đến phiên anh ta tiếp quản buôn bán, ngay cả vốn cũng chưa có đồng lời nào. Mấy năm liền trả tiền gốc cộng thêm tiền lời, tạo thêm gánh nặng cho những người trong gia đình, khiến họ thở không ra hơi, gia cảnh mỗi ngày càng sa sút. Dáng vẻ bề ngoài anh ta cũng không thua kém ai, nhưng tại sao lại không chút phấn đấu? Sau khi quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ phát hiện anh chàng này khẩu đức rất kém. Có lẽ nguyên cớ là do bản thân đã sớm tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu trong xã hội rồi. Người ấy từ nhỏ nói chuyện đã đốp chát, sùm, không có dáng vẻ của một người thận trọng, chín chắn, không tôn trọng trưởng bối, không tôn kính thần Phật. Uống ly rượu vào thì ăn nói càng hàm hồ bậy bạ, tùy tiện nói lung tung. Do đó, những người như vậy, phúc báo sớm đã từ miệng mà chạy đi hết. Cái miệng ti tiện bao nhiêu thì cái mệnh bần tiện bấy nhiêu. Vì sao hôn nhân không thuận lợi đến nay vẫn một thân một mình? Từ bề mặt mà nhìn xem ra cũng có nhiều nguyên do. Xét từ nhân quả mà nhìn thì đúng là anh ta không có phúc báo, căn bản không có mối hôn nhân. Bởi vì chỉ có phúc báo như nhau mới có thể sống cùng nhau. Người không có phúc báo thì sẽ không gặp được người có nhân duyên tốt. Người con gái có phúc khí một chút đều sẽ không sống chung với anh ta. Anh chàng này vì sao làm kinh doanh lại phải bù lỗ vậy? Vẫn là bởi vì không có phúc báo. Có phúc báo mới có thể kiếm tiền. Phúc báo của anh ta đã sớm tổn thất đi không ít. Như vậy thì làm sao mà kiếm tiền? Nếu anh ta không sớm ngộ ra rồi sửa đổi, hối cải đi, thì về già tình cảnh của anh ta càng thêm thê lương. Ít ai biết những lời thất đức, những lời khó nghe, những lời không đúng đắn sẽ tạo thành khẩu nghiệp. Nếu không sớm ngộ ra rồi sửa đổi thì về già càng khổ nghiệp, mãi dày lên. Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng vậy, rất nhiều phúc báo đều đã thông qua cái miệng làm tổn mất đi. Có người nói, nhưng ta chưa từng làm một việc ác nào cả. Cần biết rằng cái khẩu nghiệp này không tốt sẽ tổn phúc báo một cách ghê gớm. Người xưa nói rằng tướng do tâm sinh, lời nói từ miệng cũng từ tâm mà ra. Nếu cái miệng chỉ biết nói những lời không tốt, nói những lời thị phi và chửi rủa người khác, như thế thì tổn hại phúc báo càng nhanh. Không chỉ là nói thị phi, lại còn đi nói những lời nói xấu trưởng bối, đấy cũng là tổn phúc báo. Có một ít người phụ nữ rất thích phàn nàn trách móc người chồng, nói người chồng chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Khi cãi nhau thì phàn nàn kêu ca đến cả cha mẹ của đối phương. Tổ tông tám đời đều dám chửi, những lời khó nghe đấy đã nói những gì ra làm sao?
Người xưa cho rằng nếu cái miệng chỉ biết nói những lời không tốt, nói những lời thị phi và chửi rủa người khác, như thế thì tổn hại phúc báo càng nhanh. Như thế đã là tạo nghiệp rất nghiêm trọng. Cứ như thế thì gia cảnh cảnh chỉ càng ngày càng nghèo hơn, bởi vì phúc báo đều từ cái miệng chửi mà hao tổn. Cho nên cái quan khẩu nghiệp này nhất định cần phải chú ý. Cái miệng cần giữ đức, không nói những lời nghiệt ngã chua ngoa, có như thế mới giữ được phúc báo. Tại sao cái miệng lại có thể làm tổn hại phúc báo? Bởi vì phúc báo là do nhân duyên hòa hợp, cũng là một loại thể hiện của trường năng lượng. Ví như nói, bạn lên chùa làm nghĩa công, đóng góp những công việc có ý nghĩa cho chùa. Vậy phải chăng từ động tác quét sân của bạn mang đến phúc báo cho bạn, hay động tác lau bàn mang phúc báo? Đều không phải vậy, là tâm niệm mang đến phúc báo cho bạn. Tâm của chúng ta phát ra lợi ích cho chúng sinh, đi quét sân, đi sắp xếp dọn dẹp vệ sinh, là kết duyên hoan hỷ với chúng sinh. Cái tâm niệm này đã xuất ra, đã cảm ứng năng lượng từ bi chân chính của vũ trụ, khi đó sẽ đạt được sự gia trì của năng lượng chân chính, liền sáng tạo duyên khởi của phúc báo. Phúc báo là đã sản sinh như thế đấy. Vậy còn tổn mất phúc báo cũng là do dùng tâm mà tổn mất đi. Xu hướng trong tâm hướng về phía tự tư, hướng về phía trách cứ, hướng về phía đố kỵ, tham lam, lãng phí. Khi đó chính là tổn mất phúc báo. Phúc báo cũng là dùng tâm, sau đó phối hợp với hành động mà tổn thất đi. Người mà oán trách người, trách trời, không trân quý những gì đang nắm giữ, cứ mãi oán trách lại thông qua cái miệng rồi cứ lem lẻm nói mãi không thôi, thế thì chính là tổn phúc báo càng nhanh nữa. Cái đó ắt gọi là bạc mệnh, giống như nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, mau mồm mau miệng thường xuyên tạo khẩu nghiệp, phúc báo là rất nhỏ. Trong kinh nhà Phật, lời mà Phật nói ngôn từ nhu mềm, thuyết phục lòng chúng sinh. Chúng sinh mười pháp giới đều rất thích được nghe Phật thuyết giảng, đều được tất cả ngữ âm của Phật thuyết phục, chấp nhiếp. Đấy là vì Phật đã tu hành qua nhiều đời nên lời nói hiền từ là có nguyên nhân do. Cái miệng mà nói những lời hay, trong tâm tồn chứa nhiều hảo tâm, như thế từ trường tốt sẽ từ vũ trụ xuất phát ra và đắc được về những hồi báo tốt. Thế nào gọi là thực hiện hảo tâm? Đầu tiên cần biết đủ và biết cảm ơn. Biết đủ là một loại thành tựu. Một người càng tu hành nhất định càng cần tự đủ. Đối với hoàn cảnh đối ngoại nào cũng đều rất biết đủ và cảm ơn. Đấy mới là đại biểu của tinh tấn và tiến bộ. Phật có dạy cách cải thiện nghiệp do ác khẩu tạo nên. Người trí không cần nói hết lời lẽ, chừa lại ba phần dành cho người, giữ lại một chút khẩu đức cho mình. Trách người không thể trách đến tận cùng, chừa lại ba phần dành cho người, giữ lại một chút độ lượng cho mình. Tài năng không thể đem khoe hết, chừa lại ba phần dành cho người, giữ lại một chút nội hàm cho mình. Sự sắc sảo, điểm mạnh không thể để lộ hết, chừa lại ba phần dành cho người, giữ lại một chút tự kiệm cho mình. Có công, ắt không thể đòi hết, chừa lại ba phần dành cho người, giữ lại một chút khiêm tốn, khiêm nhường cho mình. Được lý ắt không thể đoạt tận, chừa lại ba phần dành cho người, giữ lại một chút tâm khoan hòa cho mình. Nói chỉ là khả năng, nhưng biết những gì không nên nói, đó chính là trí huệ. Nói chuyện cả là một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo trước khi nói. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói. Vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra? Thứ nhất, không nói những lời chán nản thối chí. Có người bình thường thích nói những lời chán nản làm người khác nhụt chí.
Kỳ thực trong cuộc sống rất cần những lời cổ vũ động viên từ người khác. Cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ bản thân mình. Bản thân không cổ vũ chí hướng của mình, trái lại còn nói ra những lời thoái chí, thì đương nhiên sẽ rơi vào vực sâu của sự suy sụp. Điều số 2, không nói những lời tức giận. Con người đang tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ, có lúc làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương chính mình. Người ta khi bị xúc phạm thì cần nhất là giữ được tỉnh táo, không nên tùy tiện phát ngôn. Vì lời nói lúc nóng giận thường rất khó nghe, vì vậy nhất định đừng nên nói. Điều số 3, không nói những lời oán trách. Khi không hài lòng, người ta thường nói ra những lời bất mãn, oán giận ông chủ, oán giận bạn bè, thậm chí oán giận cả người nhà. Nếu bạn thường xuyên nói ra những lời oán trách, người khác nghe được sau này sẽ mượn đó làm đề tài để nói về bạn, gây ra bất hòa thị phi, khiến bạn phải đối phó với người này, đối phó với người kia, cuối cùng tự mình làm khổ mình. Bạn việc gì phải khổ như vậy? Điều số 4, không nói những lời tổn thương. Có người lộ mãng nói năng tự tiện, không biết bao dung tôn trọng người khác, thường hay nói những lời làm tổn thương người khác, có lúc hại người ích ta, nhưng có khi hại người hại mình. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó, tổn thương ấy là vĩnh viễn. Điều số 5, không nói những lời khoe khoang. Có người khi nói chuyện thường thích tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo dùm beng, tự mình thổi phồng chính mình. Người khác nghe xong nhất định không đồng tình, cho nên khoe khoang thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại. Vĩ đại ấy là phải để người khác nói, không thể tự nhận được đâu. Bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả. Điều số 6, không nói những lời dối trá. Phật giảng dạy ngũ giới, cấm nói dối là một trong năm giới cấm này. Nói dối tức là thấy mà nói không thấy. Chuyện ngụ ngôn sói đến rồi, hay chú bé chăn cừu từng nói về hậu quả nghiêm trọng của việc nói dối. Một ví dụ khác, ban đầu có một chiếc máy bay qua tai người khác nói thành 11 chiếc, cuối cùng biến thành 91 chiếc. Đây chính là những tin đồn thất thiệt. Chuyện bé xé ra to cũng tương tự như là nói dối. Điều số 7, không nói những lời bí mật. Trên đời này có lắm điều bí mật, từ gia đình đến công ty không đâu là không có. Nghiệp vụ có bí mật của nghiệp vụ, quốc gia có bí mật của quốc gia. Hiện nay các quốc gia đều rất coi trọng việc bảo mật. Nếu chẳng may tiết lộ bí mật quốc gia thì bạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc và chịu hình phạt nặng nề. Cho nên chúng ta cần phải tạo thành thói quen giữ bí mật, không được tùy tiện phát ngôn. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ đến những hậu quả xấu có khả năng xảy ra. Hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó thì sẽ không dám nói tùy tiện, lung tung. Điều số 8, không nói những lời riêng tư. Mỗi người đều có những chuyện riêng, chuyện tư của mình, đương nhiên không muốn người khác biết. Việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung. Cho dù bạn có nói ra hết chuyện riêng của người khác mà họ không phản kháng lại, thì tính xấu của bạn cũng đã lộ ra rồi. Sau này bạn khó mà có được hậu phúc nữa. Cho nên người xưa thường nhắc nhở, nói chuyện cần phải giữ khẩu đức, đừng nên nói những lời lạnh lùng, khó nghe, làm tổn hại người khác. Miệng nói lời hay, tâm giữ điều tốt, luôn nghĩ cho người khác chính là tạo phúc cho bản thân mình.